Hello anh em nhé, em về một lô âm ly tuyển tuyển cỏ hàng Nhật bãi nhé, điểm 100 đều có đồng hồ hết. Đấy. Em này thì như mấy em ba em này thì giá dao động từ 3 triệu 3 đến 3 triệu 8 một em nhé, tùy em nhé. Đấy. Tùy vào cái hình thức. Âm ly thì nguyên zin hết anh em nhé, nguyên zin hết luôn. Tất cả nguyên zin hết. Từ 3 triệu 3 đến 3 triệu 8 một em. Đấy, đều là dòng mắc đôi nhé, chứ không phải dòng trơn anh em nhé. Và hàng là đều hàng Nhật sách về, chưa sử dụng Việt Nam. Anh em nhìn các cái mặt mũi này anh em sẽ biết. Đấy, cái chất nhôm nó còn rất là đẹp, nhôm phay xước. Các cái núm nhức rất là đẹp nhé. Em quay 4D cho anh em xem. Đấy. Có một em này thì là nó là của LOD. Em này thì là chuyên trị AR4 đấy. Anh em rất là ưa chuộng cái dòng này. Đấy. Giá thì cũng để giao lưu với anh em là 4 triệu đi. Đấy. Em này thì bây giờ anh em tìm thị trường chủ yếu là hàng dân dùng, hàng Việt Nam, tức là hàng đã sử dụng Việt Nam nhé. Còn đây của em nó là hàng bãi luôn nhé, chưa sử dụng Việt Nam. Anh em nhìn tất cả các lốm đấy, lốm lút này. Đấy. Rất là đẹp nhé, 4 đồng cho một em đánh AR4 cực kỳ hay, giá rất là hợp lý. Đấy, đây là không chơi với mấy cái hàng mà đã sử dụng Việt Nam anh em nhé, lưu ý như vậy. Đây anh em nhìn bên hông này, rất là đẹp. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, quay đằng sau anh em nhìn đều đẹp. Đấy. 115W xịn nha. 115W nha. 115W nha. Còn em này là 105 nha. Hàng đẹp luôn nha. Này, anh em nhìn chất sơn này. Rất là đẹp. Đấy, em mấy em này thì 3 triệu 3 đến 3 triệu 8 một em. Hàng Nhật xịn, điện 100. Những em này thì anh em biết rồi, em đã từng ghép với những cái dòng loa 922. Thì 922 hiện tại thì em còn khoảng 2-3 đôi nữa thôi. Thì anh em nào lấy bộ âm ly này với cả loa này thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn 10 triệu thôi. Ví dụ một cặp loa này giao lưu với anh em là 7 triệu rưỡi. Đấy, với cả anh em chơi một chiếc này từ 3 triệu 3 đến 3 triệu 8 một em, tùy em nhé. Đấy, em này thì giao lưu với anh em 4 triệu. Hàng đẹp luôn anh em nhìn này. À, cái chất nhôm phay này. Những cái dòng này thì anh em mua LD330 này thì thực sự là hàng bãi là không có nhiều. Nó là hàng kiểu gọi là anh em chơi sưu tầm với cả nó chơi AR4 hay, cho nên là bản thân ở bên nước ngoài người ta vẫn còn giữ. Người ta giữ thỉnh thoảng lắm mới có một chiếc về. Còn hàng bờ dùng ở Việt Nam thì thỉnh thoảng sẽ có anh em gọi là chia sẻ lại nhé. Còn đây em là hàng bãi. Dòng này thì tiếng rất là hay. Đấy. Với tầm tiền hơn 3 triệu tiếng hay mà anh em bày đèn vu là rất là đẹp. Đấy. Anh em nào mà quan tâm thì liên hệ Zalo với shop nha. Muốn chơi những cái dòng cao hơn đây, ví dụ em có em này này. Em này là đánh mấy cái dòng bô 701 2 lỗ hoặc là 10.2. Đấy, hoặc là sạc pin với Abad 40 này. Đấy, thì anh em chơi 1090 này. Đấy, em này rất là đẹp nhé. Em này thì giao lưu với anh em là 12 triệu rưỡi. Đấy, tùy từng chiếc nha. Nhưng mà chiếc này thì là 12 triệu rưỡi này, về chiếc này. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với shop.
Dòng này thì đánh những cái dòng như em vừa kể tên, những cái dòng bát 40 hoặc những cái dòng JBL 2 bát, ví dụ như lấy 1000, lấy 66 đấy, hoặc là bô 701, bô 601 siêu 3 hoặc 10.2, những cái dòng này đánh rất là tốt đấy. Hoặc là chơi những cái dòng đấy thì anh em thích săn xui, anh em có thể lấy 707 được các. Em này công suất lớn này, em này thì 250, em này thì 302 này. Đấy, hoặc là mà anh em thích mà kiểu chất, kiểu mềm mềm thì anh em có thể lấy 84 của Marang. Thì đánh nó đều tốt, nó lực rất là tốt. Đấy. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.